Nếu mà thay vì là ba ruột của em còn này ba chồng của em mà em có thể là em buông xuôi cũng được mà. Dạ, ba nào cũng là ba, tại vì ba ông nuôi em nhưng mà ba nuôi chồng em. Mẹ chồng thì bà bị bệnh ung thư là mất rồi, có đứa cháu là cũng vừa mới mất, rồi bây giờ là ba chồng là phát hiện là bị bệnh ung thư, còn Vi thì mọi người cũng biết rồi ha. Là sợ ba em chưa có sức khỏe, tại vì ba em quá yếu, lấy máu không được, mỗi lần muốn lấy máu là phải lấy lần mấy cây mới đủ cái lượng máu, là phải lấy trên người ba bốn chỗ mới đủ cái lượng máu để xét nghiệm. Dạ em gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh. Cô chú anh chị còn nhớ đến bé gái này không cô chú anh chị? Mà không biết là còn nhớ đến chú không nữa. Con nhớ chú là gì không? Con nhớ chú đang nói chuyện với con là tên gì không? Con chào đi. Dạ con chào chú gì? Con nói lớn lên. Dạ nhà cái sân. Ủa nhớ nhớ chú sinh luôn hả? Nhớ giọng chú sinh luôn hả? Chú sinh làm gì cho con mà con nhớ chú sinh? Hả? Nói đi con. Sao? Sao con quen được chú sinh, con nhớ chú sinh hồi đó giúp gì cho con nhớ không? Con Không nói nhớ. đi, chú xin giúp gì cho con? Vậy là nay con lên con thăm chú sinh đó hả? Con lên thăm chú sinh hay con lên thăm ai? Lên thăm chú sinh hay thăm ai? Con thăm ông nội. Con thăm ông nội. Ông nội con là bị gì mà con thăm? Ông nội bị gì? Ông nội đang ở đây bị gì? Con nói đi. Ông nội bị bệnh. Chắc là lâu quá không gặp chú sinh rồi, nay là mắc cỡ ha, cũng lớn rồi ha. Dạ. Dạ em xin chào đến cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh. Hôm nay em gặp lại cháu Vi cũng khá là lâu rồi ha cô chú anh chị, khá là lâu rồi. Hôm nay thì tình hình cháu Vi là tốt, Dạ. tốt. Dạ. Thưa với lại cô chú anh chị, có lẽ là những khán giả mới khoảng 1-2 năm gần đây đó thì có thể là sẽ không biết cháu Vi. Như những khán giả mà đã đồng hành cùng với em trong cái suốt khoảng thời gian mà khi mà em làm bên công tác thiện nguyện và làm cầu nối đến những cái hoàn cảnh khó khăn đó thì sẽ nhận ra cháu Vi. Những mạnh thường quân đã từng giúp cho cháu Vi thì hôm nay sẽ rất là vui khi mà thấy là tình hình của cháu Vi khỏe tính tới thời điểm hiện tại. Dạ, thưa với lại cô chú anh chị thì em xin phép ít phút để em nói lại là tại sao hôm nay là em gặp cháu Vi và hôm nay là em chia sẻ về cái hoàn cảnh nào. Cho phép em ít phút hay cô chú anh chị. Vừa rồi ở có một cái video nào em không có nhớ, cũng khoảng 2-3 ngày nay thôi, thì em có nói là em có hẹn với lại một người phụ nữ để lên để mà chia sẻ về một cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà trên đường đi đó thì bị tai nạn nên là không có lên được, thì ngày hôm nay lên được. Thì người phụ nữ đó là Vi. Vi chở mẹ ruột của Vi thì không may là bị tai nạn giao thông, nhưng mà hỏi qua thì bây giờ là theo dõi thôi cô chú anh chị, chứ cũng không có đến nỗi là nghiêm trọng đó. Và hôm nay em cũng không phải là em chia sẻ cho cô chú anh chị về hoàn cảnh của hai mẹ con, mà em chia sẻ cô chú anh chị về những cái khó khăn và đặc biệt là cái người bệnh, đó là ba chồng của em My, My đúng rồi, chồng của My. Là em nói lại ha để đỡ rối nha cô chú anh chị. Thì trước đây đó là em đã làm cầu nối về cái trường hợp này, đó là cháu Tường Vi bị bệnh có khối u ở phía sau mắt, hốc mắt đó cô chú anh chị. Thì cháu nó bây giờ là không có nhìn thấy ánh sáng nữa ha. Đó thì hai vợ chồng rất là khó khăn trong cái việc mà về mà điều trị bệnh cho con, rồi trong những cái suốt quá trình khó khăn cả hai vợ chồng và đứa con ở trên bệnh viện ung bướu gặp rất rất nhiều khó khăn. Nhưng mà cũng rất là may mà được tá túc ở nhà lưu trú bên chị Bình. Rồi sau đó thì mấy phụ huynh cũng giúp đỡ lẫn nhau, và đặc biệt là trường hợp của Tường Vi, và hiện tại là bây giờ Tường Vi cũng khỏe. Sau một chuỗi thời gian đó thì bây giờ
chưa có ổn định lại về vấn đề công việc cũng như là tiền, thì bây giờ là ông nội của Tường Vi, đó là ba chồng của My, bây giờ là phát hiện bị bệnh ung thư và tình hình sức khỏe của chú là không có được ổn. Đó thì cô chú anh chị biết ha, thì bây giờ lo cho con chưa xong, công việc chưa ổn định, bây giờ là tới ba chồng, nên là cái trách nhiệm của My thì cũng phải chăm sóc và cũng như là lo cho ba chồng, nên là gặp nhiều cái khó khăn tính tới thời điểm hiện tại bây giờ. Nên là em xin phép là em chia sẻ cho cô chú anh chị trong cái video này một chút cái tình cảm từ phía các mạnh thường quân. Thì cũng như thường lệ thì em cũng sẽ trích cái khoản tiền từ phía mạnh thường quân để mà gửi tặng đến cho ba chồng của My. Em không có biết về bệnh tình và cũng như khó khăn trước kia của ba chồng, thì nghe My thuật lại và My cũng đã liên hệ với em, My nói là bây giờ em cũng vô cái khó khăn rồi, thì mong sao là có một cái cơ hội nào đến ba chồng. Tại vì thực sự là cái câu chuyện trong nhà, bên nhà chồng của My đó thì cũng khá là phức tạp đó cô chú anh chị. Nên là nếu mà không có những cái khoản tiền mà vô thuốc với lại điều trị sắp tới thì chắc có thể là sẽ đưa chú về nhà đó. Dạ, thì em sẽ nhường lại cho My để mà trò chuyện thêm với lại cô chú anh chị ha. Được biết thêm á, là cô chú anh chị ơi, cái này thì theo em thật sự là nói nhiều khi là có thể là bên gia đình của bên nội của My buồn, nhưng mà theo anh đoán thôi nha, là có thể là cháu Vi á, con của em, là có thể là theo cái đường di truyền á. À, ngoài ông nội bị bệnh ung thư ra nè, thì trước kia đó là có một cháu đúng không? Cũng là cháu nội. Dạ, con của người anh thứ ba. Là cũng có một cháu cũng nhỏ tuổi luôn cô chú chị, cũng mất do căn bệnh ung thư. Dạ. Là rồi mẹ chồng của em. Dạ, mẹ chồng em cũng mất là do ung thư, mà lúc đó là ba mới có 5 tuổi thôi. Ba là chồng của em á. Dạ, chồng em là bé Vi. Mẹ chồng thì bị bệnh ung thư là mất. Rồi có đứa cháu là cũng vừa mới mất. Rồi bây giờ là ba chồng là phát hiện là bị bệnh ung thư. Còn Vi thì mọi người cũng biết rồi ha. Nên là em cũng không có nói là kiểu là nói về gia đình của bên chồng, nhưng mà cái đó chắc là di truyền á, không có chứng gì. Rồi bây giờ cho anh với mọi người biết chút xíu về bệnh tình của ba chồng của em. Dạ, cách đây là có một tháng mấy á, là ba em có nói lúc đó em có về quê, là tại vì có một người em bị thất lạc ở nước ngoài gần 10 năm trời rồi không có tin tức gì hết. Rồi là mới tới hồi mà chị em nó về rồi mấy chị em trên này mới mừng quá rồi về quê. Rồi lúc đó mới biết là ba ăn không có được, ba bị dướng, ba nói là sao ba ăn không được mà ba bị dướng mà ba cứ ói nữa. Rồi mấy chị em nói là thôi để dẫn ba lên Sài Gòn khám bệnh. À, lúc đó chị em ở bên Bình Chánh á, là dẫn qua bên bệnh viện nhiệt đới khám. Lúc đó khám thì bác nói là có triệu chứng, có nghi ngờ là có u, nên là kêu đi qua bên ung bú kiểm tra chuyên sâu hơn. Rồi lúc đó là chị mới dẫn qua bên ung bú khám, là lúc đó là bác khám xong rồi bác cho đi sinh thiết luôn. Là bác hẹn 10 ngày lại quay lại có kết quả. Là gặp lại thì bác nói là ba đã có khối u rồi, là phát hiện là bệnh ca luôn rồi. Bây giờ kêu về quê làm giấy chuyển tuyến lên đặng điều trị. Cái tên bệnh là tên gì? Dạ là ung thư thực quản. Ung thư thực quản dạ. À? Nhưng mà bác nói là có nghi ngờ là di căn. Ở giai đoạn mấy rồi? Dạ bác nói là giai đoạn hình như là giai đoạn 3 rồi. Tại vì bác nói là ba hỏi là nếu mà có phẫu thuật được gì hay không, bác nói là cái cổ của ba đã rất là nhiều u hết rồi, gần như là giáp hết rồi, nên là không có thể nào phẫu thuật được. Giờ chỉ kiểm tra sâu hơn rồi mới có thể là điều trị cho ba được. Rồi bác mới cho đi kiểm tra hết, rồi bác nói là bây giờ càng ngày u càng to, bây giờ ba ăn không được, uống cũng không được luôn. Có nghĩa là nói là cần phải điều trị sớm đúng dạ, không? Dạ. Mà bây giờ mình không có tiền. Dạ, tại vì về quê rồi mấy anh chị nói là bây giờ điều trị này là nhiều quá, khả năng không có. Tại vì mẹ mất rồi lúc đó là mấy anh chị em là bơ vơ hết à. Nên là ai cũng khổ, nói là bây giờ không có tiền điều trị cho ba, nên là kêu ba là về quê đi uống thuốc nam, chứ nếu mà điều trị thì không có tiền.
Họ có nói thẳng gì luôn hả? Dạ. Rồi ba em là biết hết sự tình rồi đúng không? Có nghĩa là biết hết về cái quá trình mà điều trị rồi đang bị cái bệnh gì sao hết rồi ha. Rồi cũng biết là không có tiền luôn. Dạ, là lúc đó là về quê hơn nửa tháng rồi ba mới nói là bây giờ nói vậy, mấy chị em nói vậy đó, là mấy anh chị ở dưới quê. Rồi nói vậy ba kiểu ba cũng buồn tại vì bệnh mà. Rồi cái ba nói vậy thôi, không lên nữa. Lúc đó ba về quê ba hơn nửa tháng rồi ba mới lên. Là lúc đó là u nó nặng rồi. Cái khạc đó ba khó chịu, ba cứ nói với con với mấy chị em là nói với em mấy chị trên này á là có khi nào ta xuống không có điều trị nữa ta về với má luôn. Nhưng mà ba có hy vọng không? Hy vọng là mình sẽ hết bệnh và hy vọng là mình sẽ được các con của mình mà gom góp tiền vô không? Dạ có, lúc đó ba nói là dẫn ba đi đi. Tại vì lúc đầu ba nói là dẫn ba đi uống đi chứ, uống thuốc gì uống đi chứ giờ nó đau ba khó chịu quá. Mà mấy chị em kiểu là không có tiền là cứ chần chừ mãi. Rồi ba cũng biết nên là ba nói thôi giờ nên sau này ba mới nói là không có điều trị, không có điều trị thì em đừng có buồn, có gì ba đi theo má. Mấy anh em không có đi vay mượn được hả? Dạ thì khổ quá rồi, ở dưới người ta cũng biết là không có đất cát thì không có gì hết nên người ta cũng không có cho mượn. Người ta thấy mặt đặt tên chứ. Dạ. Với lại trước kia đã có qua mấy lần mấy đứa rồi. Rồi thấy Vi. Có nhớ ông nội không? Con có nhớ ông nội không? Hôm nay lên thăm ông nội rồi có mua quà gì cho ông nội không con? Con có mua không? Lớn rồi biết ngại rồi. Dạ. Lúc trước là gặp chú Sinh là ôm chú Sinh à. Dạ. Giờ ngại rồi, với lại lâu lâu gặp á cô chú anh chị chắc cũng lâu lắm rồi. À, cái người phụ nữ mà đang chăm sóc cho ba chồng của em là ai? Dạ là chị chồng em, là con người thứ 8. Bây giờ để Vi ở đây nha. Dạ. À, em với lại chị chồng của em dẫn anh đi ra ngoài ngoài chỗ ba em nằm để mà gặp chú nha. Dạ. Con ngồi đây nha, mẹ dẫn chú Sinh với mấy đi ra ngoài gặp ông nội nha. Con ngồi đây xíu mẹ với Tám vô nha. Dạ. À, thưa với lại cô chú anh chị thì chắc là cuối video này sẽ sau khi mà nói chuyện với lại ông nội của Vi xong đó thì chắc là cũng hỏi chút xíu về tình hình của bé My ha cô chú anh chị, để cho cô chú anh chị biết thông tin thêm nha. Bây giờ sẽ ra ngoài, ở đây khu vực này là mấy cô chú là kêu là gốc me đó, à, đi ra ngoài cây me ở ngoài đó để mà gặp ba của My ha. Buổi chiều ngày hôm nay bên chị Bình cũng có phát quà hay làm phiếu gì đó cho bà con. À, thưa với lại cô chú anh chị đó thì ba nằm đi. Thường là em thấy ở ngoài đây là mấy chú mà điều trị tại bệnh viện ung bú á, thì cũng thuê nhà trọ ở gần khu vực này thì mấy chú muốn có cái không gian mát mẻ đó, nghĩ ra ngoài đây nói chuyện rồi đó thì thường thấy mấy chú bắt dẫn người ra ngoài đây nằm nói chuyện. Ba của My cũng vậy ha. Con xin phép con đi qua cái nha. Em đứng ngồi đó, em ngồi đây nè. Ờ. Có ghế hả? Anh cho em mượn hai cái ghế giùm. Dạ. Để em đi lấy cho. Cho anh mượn cái giấy bệnh cái em đi. Cái giấy xanh đó, giấy xanh nè. Chú có coi cái giấy này chưa? Chưa hả? Chú ở Bạc Liêu hả chú? Nghe My nói là chú bị lãng tai hả? À, con nói lớn lớn nha. Tại nhiều khi mình phải nói trước với vậy các khán giả, nhiều khi tại vì nhiều khi em cái tự nhiên em thường thường em nói cái giọng em nó vừa, mà bữa nay tại sao nó lớn, nhiều khi cái mic nó sẽ cô chú anh chị sẽ khó nghe, nhưng mà em nói trước ha, tại vì em sẽ nói lớn. Ở đây đó thì người ta chẩn đoán chú á là bao tử, là kiểu là bị viêm nhiễm thôi, không có gì hết.
nhưng mà phải có cái thời gian dài để mà điều trị ở trên bệnh viện. Rồi á là ở trong đây người ta dặn á là phải nghỉ ngơi hợp lý, rồi đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, đừng có sầu lo gì nhiều. Rồi cái khoản tiền ở đây đó, khoản tiền á thì cũng không có nhiều đó, thì tầm khoảng chừng 15 triệu đổ lại, 15 triệu đổ lại điều trị cho chú, nhưng mà phải ở siết sao gần bệnh viện nghe chú. Dạ. Đây. Chú cho con với mọi người biết là chú thứ mấy vậy chú? Thứ năm. Con kêu là chú năm nha. Dạ. Năm nay là chú bao nhiêu tuổi? Năm nay 69. 69 rồi, thấy còn khỏe quá mà. Dạ, lớn tuổi hơn ba con. Ba con tuổi Tý, là vậy là chú 69 là chú tuổi tuổi Tức không chú? Tuổi Thân. Tuổi Thân hả chú? Dạ. Rồi bây giờ là ở trong người của chú năm là bị đau ở đâu? Bị kiểu là mình thấy khó chịu là chỗ nào? Bắt kẹn rồi ăn đâu được. À, là nó có một cái hạch ở trong đó đó ha. Ừ. Con thấy hồi nãy My nó mặc áo cho chú á, là con thấy là ở bụng là có cái dây gì đó, có băng keo gì đó. Đổ thức ăn. Đâu chú mở chú. À, là đổ thức ăn vô đây hả My? Dạ, đổ vô cái ống á. Tại chỗ này là cô chú anh chị biết là có khối u bị nghẹn ngay chỗ cái cổ, nên là không có mình ăn hoặc mình đi thức ăn xuống á, là thứ nhất là nó sẽ bị cản lại, mà nếu mà thức ăn mà nó không xuống kịp là sẽ bị không có thở được. Đúng rồi, đúng không chú? Nên là phải chuyển ở đây. Yeah. Dùng những cái thức ăn ví dụ như dạng lỏng hoặc là mềm để mà chuyển đây. Rồi câu ống tiểu cho chú nữa phải không? Câu ống tiểu cho chú. Nhưng mà chú lại bị đau ở đây. Rồi chú. Rồi chú ngủ được nhiều không? Cũng ngủ giật mình hoài. Cái khối u này là xử lý như sao em? Dạ bây giờ bác nói là hóa trước rồi xạ sau. Hóa trước xạ sau. Dạ. Hóa là bao nhiêu lần? Dạ bây giờ bác cũng nói là chưa biết trước là bao nhiêu lần, nhưng mà sẽ là hóa trước, tại vì bữa là ba có bị cái tuyến tiền liệt ở dưới nữa, nên là bác có kêu đi qua bên bình dân khám chuyên khoa đặng mới biết được đánh được là bao nhiêu lần. Và khám rồi? Dạ có khám rồi, nhưng mà lại không nói lần hả? Dạ không, tại vì thứ năm này, năm tay này mới vô gặp bác lại là mới đưa cái kết quả này cho bác. À, dạ. Đã có kết quả ở bên bệnh viện Bình Dân về dạ. Khám tuyến tiền liệt cho chú. Dạ. Nhưng mà thông thường thì đâu có bệnh nhân nào mà hóa trị 4-5 lần đâu, cũng hơn không? Dạ. Mà bởi bác mới nói là giờ u một phần là không ăn được, rồi thêm là ba em không có sức khỏe, nên là bây giờ mới thông ống đặng đổ thức ăn cho ba, đặng cho ba bồi bổ. Tại vì từ hồi phát bệnh tới giờ ba xuống gần 10 cân rồi. Ừ. Càng ngày càng ốm. Đây là chị dâu đúng không? Dạ chị chồng của em. À, chị chồng hả? Dạ. Là con ruột của ba. Giờ đang chuẩn bị ăn uống với lại vô thuốc hả? Chuẩn bị đổ thuốc cho ba. Vậy đổ đi, chứ để cho đúng giờ. Cái ống này là bao lâu là mình thay một lần đó? Dạ vĩnh viễn luôn anh. Giờ mới gì đây? Là để luôn. Này giờ chị phải kỹ nha, chứ để bị nhiễm trùng. Thì thứ năm rồi bỏ này, còn bỏ ra cái ống mới. Để em gắn cái mic cho chị dễ nói chuyện. Thuốc này là theo chỉ định của bác sĩ ha, rồi mình mua ở ngoài ha. Sao ở đây nó không có miếng lưới vậy, thấy là đã cái gì nó lọt vang bay lọt vô. Có cảm giác gì không chú Năm? Có cảm giác gì không? Này là à, vậy bây giờ đang thức ăn đang vô bụng đang kiểu là cũng lạ lạ ha, nhưng mà không có đau nhiều hả chú? Chú kỹ nha,
chú kỹ mấy cái chỗ này nè nghe, để nó nhiễm trùng. Chỗ này nè, tắm rửa đồ. Ủa cái này là chị vệ sinh luôn hả? Đúng rồi. Nhà mình giờ vệ sinh. Cho nó mau chị. Có đau gì không chú? Có đau gì không? Rồi. Đổ vậy là một lần là bao nhiêu ml vậy chị có biết không? 300. 300 dưới 300 chứ không trên 300. Hồi nãy là cái dạng mà đặc đặc đó là sữa hả? Đúng rồi, cái đó súp bác sĩ cho á. Bác sĩ súp, cho mình ra ngoài mua. Súp đó là mắc tiền không? Mắc. Một hộp. Thấy ai cũng mua cái hộp. Lóc trăm mấy mà có 3 hộp thôi. Vậy hả? Kỹ á nghe, để nhiễm trùng á nha. Sao chị không thấy cái quấn cái này lại cho ba? Quấn cái gì? Quấn cái đầu ống. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ba để lấy không khí vô. Ba không quấn. Cái bịch của em mua hết rồi. Còn. Còn chị lấy ra đi em quấn lại chứ đâu có để gì được. Còn cái ống nước tiểu đó thì sao mi? Dạ là bây giờ ba em không có đi được nên là bác nói là để thông luôn. Giờ thông rồi uống thuốc rồi 10 ngày sau quay lại bình dân tiếp. Nếu mà thứ năm này vô để mà bác sĩ họ hội chuẩn để mà đánh thuốc á là chắc là khoảng qua tuần sau nữa. Dạ. Còn lâu. Mà trước khi bác nói là sợ ba em chưa có sức khỏe. Tại vì ba em quá yếu, lấy máu không được. Mỗi lần muốn lấy máu là phải lấy lần mấy cây mới đủ cái lượng máu, là phải lấy trên người 3-4 chỗ mới đủ cái lượng máu để xét nghiệm. Rồi em có hỏi là chi phí là ra sao chưa? Dạ, có hỏi làm hỏi bác thì bác nói là cũng khá tốn khá nhiều tiền, nhưng mà hỏi mấy bác mà đi trước là bác nói là một to có thể là 10 mấy triệu. Một to thuốc? Dạ. Mà ít nhất là một người bệnh là ít nhất khoảng 4-5 to. Dạ. Là cái đó là mình đóng tiền mặt đó hả? Dạ. Đã trừ bảo hiểm ra rồi á. Dạ. Quên. À đó 15 triệu đó. Thì 15 triệu mà, 15 triệu là dạ. Xong đó. Thấy có con dâu vậy là ok quá rồi chú Năm. Lúc trước chú Năm có giữ với lại chú Năm có nuôi Tường Vi không? Có phụ không? Có phụ vợ chồng của con My á là lo cho con Tường Vi không? Con... Có. Hả? Con... Không, con Tường Vi á, cháu á, cháu nội chú Năm á. Ừ. Tường Vi á, hồi đó chú Năm có lên bệnh viện thăm nó không? Không. Không có thăm hả? Có. Chú Năm là... chú Năm có cho tiền nó không? Nó ngủ. Hồi đó nó bị bệnh đó. Rồi chú Năm có cho tiền nó không? Có. Cho. Chú Năm cho bao nhiêu? 1 triệu. 1 triệu. Ông ba chồng của em làm công việc gì á? Dạ, ba ở dưới quê á là lúc đó có... cá, dân cá rồi trồng rau. Tại vì vòng vòng đó là được cái miếng đất nhỏ nhỏ là cái nền á, rồi có cái nhà còn miếng vườn cái trồng rau. Rồi tới hồi mà lúa lên á, cái bắt vài con vịt đẻ về nuôi bán lấy trứng bán á. Rồi là quê bên chồng của em là ở đâu? Dạ ở Bạc Liêu, Láng Tròn Bạc là Liêu. Chú đang ở Bạc Liêu. Dạ. Chú bị đau rồi chú mới lên trên đây. Dạ. Đi cùng với cái chị hồi nãy. Dạ. Hồi nãy em nói là chị đó là thứ mấy? Dạ chị thứ 8. Nghe nói lại là chị đó là khổ lắm cô chú anh chị, khổ lắm, mà có một cái là cũng có hiếu là không có tiền để mà phụ với lại mấy anh em, nhưng mà có một cái là bỏ công ra. Từ khi mà ba bị bệnh đó là đi thấy với ba lên trên đây, có một đứa nhỏ nữa nghe, đứa đó là chắc là giai anh của Tường Vi. Dạ, đúng không? Giai anh cũng hình như nhỏ tuổi hơn Tường Vi đó. Dạ. Thì cái chị hồi nãy đó, cái chị mà vô thuốc á, là chị đó vừa nuôi ba mà vừa nuôi con nhỏ. Chồng thì hình như là ly dị hay là ly thân gì rồi đó, đúng không? Ly dị, chồng có vợ mới luôn. Ừ. Rồi không có chu cấp gì lo cho phụ cho chị hết. Thật sự là cái thông tin này là em nắm được là chắc là khoảng hơn một tuần rồi cô chú anh chị. Là định là thực hiện về cái hoàn cảnh của chú là cách đây 4-5 ngày. Đó thì em mới nói với cô chú anh chị là hôm đó là có hẹn với lại My. Thì My chở mẹ ruột của My
đó thì không ai bị tai nạn, bị nói chung là va chạm xe với nhau á cô chú anh chị, xui ra. Còn cái còn đứa cháu mà mất á, là cháu nội hay cháu ngoại của dạ, chú? Dạ cháu nội. Là con của người anh thứ ba là bị u não. U não. Dạ mà. Lúc đó là bé không có điều trị bên ung bú nhưng mà bé điều trị bên Chợ Rẫy. Có hai đứa cháu, đứa trai đứa gái, đứa mất, còn đứa thì bây giờ người thấy con Vi ha. Chú Năm ơi, chú Năm nằm đây nghỉ ngơi nha. Con đi qua bên nhà trọ con nói chuyện tiếp với lại My với lại chị đó tên gì? Dạ chị bé Tám. Chị Tám ha. Thôi con đi nha. Rồi đẩy xuống đi ba. Đẩy xuống đi ba. Từ nãy nói chuyện với chị Tám ở ngoài kia, tại vì chị Tám để với con trai ngủ á, bây giờ cháu nó thức rồi, không có nói chuyện được. Chị Tám dỗ cháu đi ha, để em nói chuyện với My ha. Anh nghĩ là mấy anh em cũng có kiểu là có cái tính toán là đưa chú Năm về không? Em mấy chị em trên này, tại vì em đã trải qua một lần của bé Vi rồi nên là em có thể là nói với chồng em là bây giờ á mấy chị em á nếu mà không có thì hai vợ chồng mình cứ ráng đi, tới đâu hay tới đó, tại vì ba chỉ giờ là giờ chỉ còn có mình ba thôi, bây giờ mình làm con mình đã thấy con mình rồi thì bây giờ mình làm được gì thì mình làm, tới đâu hay tới đó, mặc dù là ba chồng thôi. Dạ tại vì em đã đi với con một đoạn đường rất dài rồi nên là em biết cái cảm giác rất là khó chịu với cái căn bệnh đó, mà mình nếu mà dẫn ba về rồi có gì là mình cũng ân hận lắm. Nhưng mà chú kiểu là chú là bây giờ để cho con cái sắp đặt đúng không? Dạ. Nói cái gì là chú nghe cái nấy đúng không? Dạ. Về là chú về. Dạ. Còn ở là chú ở ha. Dạ. Tại vì ba nói là khó chịu nhưng mà bây giờ không có tiền thì cũng đáng cắn răng chịu thôi, nhưng mà nói là để điều trị cho ba thì ba nói điều trị. Hình như là chú không chịu đựng đúng không? Kiểu dạ. Là mọi người thấy là cái tính cách của chú á thì hình như là đau đớn thì sao hỏi thì trả lời thôi, chứ mà kiểu không có kiểu mà tỏ ra khó chịu đối với cho cái người mà chăm bệnh. Dạ. Đúng không? Dạ. Cũng dễ chứ đâu có khó, chú tính tình thấy cũng dễ mà. Dạ. Tại ít nói thôi. Ba chịu đựng cái bệnh này, ba nói là lúc mà vô hỏi em, tại em đi với ba là lúc em đi khám bên ung bú là em đi với ba hết. Bác hỏi là bác cái này của bác khó chịu từ bao lâu rồi, bác nói là một năm mấy rồi. Chịu đựng một năm mấy rồi. Dạ. Bây giờ đau quá mới nói cho đau con quá, nghe. Chịu, tại bây giờ ăn không được rồi nó cứ nôn ói ra ngoài không à. Rồi em mới nói là bây giờ về dưới rồi mấy chị em mới nói là bây giờ chắc ba bị cái gì á. Lúc đầu ba cứ nghĩ là do ba bị trào ngược dạ dày thôi chứ không có bị bệnh nặng đâu. Rồi nên là cứ chịu đựng rồi thấy không có tiền con cái nữa. Rồi thôi không có tiền con cái là cứ chịu đựng. Mà về thấy được này, tại vì một năm mấy rồi hai vợ chồng em cứ ráng làm để trả lại cái số nợ mà lo cho bé Vi. Nên là không có về quê. Thật ra cô chú anh chị hồi nãy thì em mới hỏi Vi á, là hỏi My á, là chú có đọc cái giấy coi cái giấy bệnh hay không, hoặc là có nói cho chú không, thì chú nói là không ai nói. Nhưng mà nãy là em không có nói sự thật cô chú anh chị, em thật sự nãy em không có nói sự thật. Nhưng mà không có chú ở đây đó thì em đọc cho cô chú anh chị biết ha. Ở đây cái chẩn đoán là ung thư thực quản 1/3 dưới, mở ngoặc là C15, đóng ngoặc. Cái xong cái họ để là giải phẫu bệnh. Rồi cái gì là chắc là em đọc sẽ không đúng nha, nhưng mà em đọc ha. Giải phẫu bệnh xong rồi 2 chấm đó là carcinom tế bào gai ra 2. Đó. Thì nếu mà em đọc không có chuẩn, nhưng mà có một cái ví dụ như ai rành về y khoa thì em đọc sẽ biết là ở cái giải phẫu đó như thế nào, bệnh giải phẫu như thế nào. Phương pháp điều trị ha cô chú anh chị, đó là mở dạ dày ra da, là đã mở dạ dày ra da đã làm rồi, đã làm mới có ngày 26 tháng 5 mà mới đây thôi, có chưa được 10 ngày nay. Rồi ghi chú nè, xuất viện đợi khám bên khoa niệu bệnh viện Bình Dân, có nghĩa là nãy My nói là
chú bị tiến tiền liệt. Trước khi mà đánh thuốc hoặc là điều trị cho chú là phải kiểm tra tiến tiền liệt, nên là hôm bữa là dẫn chú qua bên Bình Dân để mà lấy cái xét nghiệm. Thì bây giờ đã có kết quả xét nghiệm, đợi tới thứ năm đem vô cho ba ông bác sĩ phụ trách để ông có cái phác đồ. Mà bây giờ nếu mà có cái phác đồ thì mình cũng không có tiền để mà mình vô thuốc. Dạ, nếu mà nhiều quá thì bỏ em cũng không biết sao, tại vì hai vợ chồng em cũng không có. Nếu mà thay vì là ba ruột của em, còn này ba chồng của em, mà em có thể là em buông xuôi cũng được mà. Dạ, ba nào cũng là ba, tại vì ba ông nuôi em nhưng mà ba nuôi chồng em. Ba nào cũng là ba mà đây là ba chồng là người nuôi chồng em. Dạ. Nên là mình không có bỏ được ha. Dạ. Với lại con gái của mình, dạ, với lại mình cũng đã qua cái giai đoạn ở trong bệnh viện ông bú rồi, nên là mình biết. Có cái trùng hợp đó là hai ông cháu là điều trị chung một bệnh viện luôn, cô chú anh chị cũng bị bệnh ca. Và như thế này nghe My, thì anh không có hứa trước với lại My là sẽ làm cầu nối hiệu quả ha. Đó, thì trước mắt thì cũng như những cái hoàn cảnh khác thì anh xin phép là anh trích ra ít tiền để anh tặng cho chú Năm ha, từ phía Mạnh Thường Quân đó, để mà có tiền ví dụ như là ăn uống sinh hoạt hoặc là những cái sữa gì đó, dụng cụ y tế gì đó hồi nãy chị Tám có nói ha. Dạ. Anh trích ra ít rồi anh gửi nha. Dạ, em cũng thay mặt ba và mấy chị ở đây là cũng cảm ơn anh đã làm cầu nối cho ba em để có tiền để điều trị tiếp. Em cũng không nghĩ là nếu mà được, thật sự là nếu mà may mắn đó, thì em có thể đi tiếp với ba hết quãng đường. Còn nếu mà không có thì hai vợ chồng em khả năng đi tới đâu hai vợ chồng em đi tới đó, không có bỏ ba. Nhưng mà mấy anh em khác thì có định hướng là bỏ đúng không? Dạ, có định hướng về nó là cho ba uống thuốc nam. Nhưng mà tại vì bé Vi em cũng đã từng trải qua thuốc nam rồi, nên là em sợ cái cảm giác đó lắm, nên là em không có dám về. Em nói với bà đi tới đâu hay tới đó chứ trường hay không được nữa mới về uống thuốc nam. Còn bác còn có khả năng trị cho ba thì em sẽ ráng đi chứ không có về. Đây cái khoản tiền trước khi mà anh đọc tên và khoản tiền ha, anh gửi cho My 5 triệu, nhưng mà chắc này cái My để đưa lại chị Tám đúng không hay là My giữ? Dạ, chị nuôi thì em để lại cho chị. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Ngoài ra là có anh Bùi Đình Nai ở Seattle ở Mỹ ha, gửi tặng cho chú Năm. Chút xíu em đem cái tờ tiền này ra tặng chú Năm, có tinh thần thôi, làm kỷ niệm nha. Dạ. Rồi, để anh đọc tên và cái khoản tiền rồi sau đó là My cảm ơn giùm anh nha. Dạ. Dạ, thì em xin cảm ơn đến các Mạnh Thường Quân đã tin tưởng ở trên kênh, cũng như là giúp đỡ những cái hoàn cảnh ở trên kênh GoFood, đã gửi những cái khoản tiền trước. Và trong cái trường hợp của chú Năm thì em xin phép là em trích ra 5 triệu để gửi đến cho chú Năm. Thì bây giờ em sẽ đọc cái tên những người mà em trích trong trường hợp của chú Năm nha. Thứ nhất là cô Trân Thanh An ở Mỹ là 1 triệu. Thứ hai là nhóm cô Trâm ở quận 10 là 1 triệu. Thứ ba là ông bà Ca Phan ở Alaska, Mỹ là 1 triệu. Thứ tư là chị Hương ở quận 6 là 1 triệu. Và cuối cùng là nhóm Phật tử ở Melbourne, Úc Châu là 1 triệu, là 5 triệu đồng. Dạ. Ha. Em cũng thay mặt gia đình và ba cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã thông qua kênh của anh Sinh để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như ba em và các hoàn cảnh khác nữa. Em cũng thay mặt cảm ơn rất nhiều và kết chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công. Chút xíu nữa anh cùng với em đi ra gặp chú Năm ha. Dạ. Rồi nhưng mà trước mắt là cho anh thêm biết thêm về tình hình của con em tính tới thời điểm hiện tại bây giờ làm sao rồi. Dạ, bây giờ là bé Vi được qua duy trì, tại vì lúc mà em kiểm tra lại thì khối u nó cũng còn đó, nhưng mà nó không có tăng, vẫn là bình thường, nên là bác cứ cho theo dõi bình thường à. 2-3 tháng theo dõi một lần. Có nghĩa là khối u đang nằm ở sau thái dương này phải không? Nó là ở sau hốc mắt. Dạ, sao? Nhưng mà nó không phát triển. Dạ, nó vẫn đứng đó. Nhưng mà con cái là nó bị
chèn ép, làm chèn ép cái bị hư hai mắt của mình. Dạ. Là thời gian này là bé Vi nó cứ từ hồi mà bé Vi ngưng thuốc tới bây giờ là cứ một tháng là bé Vi có thể chảy máu cam là 4-5 lần, có khi 6-7 lần em không chừng. Thì cứ bác lên báo bác thì bác nói là do cái khối u thôi nên là cứ hạn chế cho bé ăn đồ nóng rồi. Thưa với lại cô chú anh chị, trong cái thời điểm mà trước dịch bệnh lâu lắm rồi cô chú anh chị, hình như là những ngày đầu em vô trong bệnh viện ung bướu cơ sở 1 luôn cô chú anh chị, thì hình như là bé Vi là một trong những cái trường hợp mà Nhi bị mắc bệnh ca đó mà em chia sẻ trên kênh Hút là đầu tiên đó cô chú anh chị. Lâu lắm rồi, lâu. Thời điểm đó là chị Bình chưa cộng tác cùng với lại một mạnh thường quân nào để mà lập ra nhà Rumi, nhà không đồng luôn cô chú anh chị, chưa luôn đó. Thôi thì ra ngoài chào tạm biệt chú Năm cái đi rồi tắt máy ha. Chú Năm ơi, con không có gì nhiều nhưng mà con làm cầu nối hết mình. Tại vì con cũng có duyên với lại cháu nội của chú bé Vi á, lâu lắm rồi. Đó thì hôm nay nghe My nói về cái tình hình của chú thì không có gì nhiều, có ít tiền ha. Để con gửi cho My để My gói ghém rồi có thể My lo cho chú nha. Rồi chú đừng có lo nha. Dạ. Dạ. Vậy nha. Rồi à. Có một anh ở Úc á gửi ở cho Mỹ. Ở Mỹ gửi cho ba một cái tờ tiền đô cho ba giữ làm kỷ niệm. Bỏ vô bóp rồi đó. Bỏ vô bóp cho ba nè. Chú cung cấp ba cất đi để làm kỷ niệm. Cái chú biết này là tiền gì không? Tiền này tiền gì? Tiền gì chú? Tiền của anh à. Tiền của anh à? Tiền Mỹ, tiền đô á. Ừ. Rồi, thì thôi thì để cho chú Năm nghỉ ngơi ha. Cái video thì tạm kết thúc ở đây. Có những cái thông tin gì thêm của chú Năm thì em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị ha. Anh cảm ơn My luôn nha. Dạ, thì có gì thì em phải lo liệu nha. Dạ. Anh không hứa trước với lại My bất cứ điều gì hết nha. Dạ. Rồi. Dạ. Thôi em xin phép là em tắt máy ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.